こんにちは。こんにちは。はい、今日もよろしくね。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もこの教科書を準備してください。今日は第10課勉強しましょう。Hôm nay học đến bài 10 rồi đấy.日本語読んで、ダンちゃんベトナム語読みます。はい。はい、じゃあ始めましょう。うん。います。いますら、có? Cái này hôm trước mình cũng học います là có đúng không? Nhưng mà có, います này là dùng cho người, vật và những cái hành, những cái sinh vật là đang sống nhưng mà di chuyển đấy. あります。あ、có. Vật gì đấy, đồ vật gì đấy? いろいろ。Nhiều, đa dạng, phong phú. 男の人. Ờ, là người, người đàn ông. 女の人. Người con gái. 男の子. À, bé trai. 女の子. Người bé gái. 犬. Chó. 猫. Mèo. 木. 木 là cái cây. 物. 物 là vật nhá. Film. Cái này là phim, cái phim.Cuộn phim, phim trong phim, cuộn phim này là chụp ảnh ấy. Đen chi. Đen chi là pin. Hako. Hako là cái hộp. Switch. Switch là cái công tắc. Reizoko. À, cái tủ lạnh. Table. Cái bàn. Bed. Cái giường. Tana. Ừ, cái giá này. Cái giá giống kiểu giá sách ấy, những cái giá giá. Door. Door là cửa. Mado.Mà đồ là cửa sổ. Post. Post là cái hòm thư nhá. Biru. Biru này là cái tòa nhà. Tòa nhà cao tầng. Và hôm trước mình có học một cái từ là biru. Thì đấy là bia. Nhớ nhá, nó có trường âm của ngữ thì nó sẽ là bia. Còn cái này là tòa nhà nên mọi người chú ý cái phát âm một chút nha. Koen. Koen là công viên. Kissaten. Kissaten là quán giải khát. Honya. Honya là hiệu sách. Nani nani ya. Ừ.Ya là cái để dùng cái tên cửa hàng cửa hiệu, ví dụ như là sushi ya. Sushi ya. Ramen ya. Ramen ya. Rồi rồi. Noriba. Noriba là cái điểm lên cái địa điểm để lên xe, ví dụ như bus Noriba là điểm lên xe buýt. Ken. Ken là tỉnh Chiba Ken. Hai, tiếp theo page đi qua sho. Hai. Ue. Ue là phía trên. Shita. Phía dưới. Mae.Phải phía trước. 後ろ. Phía sau. 右. Phải. 左. Trái. 中. Ừ, 中 là ở giữa. 外. 外 là bên ngoài. 隣. Ừ, bên cạnh. 近く. Gần. 間. 間 là giữa. Ừ, ở giữa nhé. 何々や何々など. Ừ, hôm trước mình học làTỗ là và đúng không? Thì lần này mình cũng học là ya là và. Nhưng cái này mình dùng để liệt kê nhé. 一番何々. 一番là nhất. Số 1. 一段目. Cái này là 何々段目. 何々段目. 一段目, 二段目. 段目 nghĩa là giá thứ. 目 là thứ mấy, thứ mấy, thứ mấy. 一番目 là thứ 1. Còn 段目 nghĩa là thứ, giá thứ mấy. Vậy rồi 一段目 nghĩa là giá thứ nhất, giá thứ hai, giá thứ ba. すみません.Cảm ơn. Chili sauce. À, từng ớt, trời ơi, thèm từng ớt Việt Nam quá. Ok. Ok là phía trong cùng. Spice corner. Cái quầy gia vị nha. Tokyo Disneyland. À, đây là công viên Tokyo Disneyland. À, ngay gần đây ở đây mọi người có thể nhìn thấy nha. Yunyuya store. Tên một cái siêu thị giả tưởng thôi, nhưng mà cái tên nó kinh quá. Dài và khó đọc quá. Ok, mọi người nhé, bài hôm nay cũng khá là ít từ vựng thôi, mà cái từ vựng này cũng khá là dễ học. Nên mọi người cố gắng học thuộc luôn nhá. Học thuộc luôn ngay bây giờ nhá. Và xong thì chúng ta sẽ đi vào phần ngữ pháp vựng. Ok. Sasuke hajimemashou. Hi, hajimemashou. Rồi, hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, mình rất là muốn đi ra ngoài chơi. Vậy nên là hôm nay chúng ta sẽ học cái này thật là nhanh, và sau đó thì chúng ta sẽ đi chơi nha. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ sang bài 10 rồi.
kiểm tra này cũng một chút nha. Cái hôm trước mình sẽ có học hai động từ đúng không? À, đó là arimas và wakarimas. Thì đối với hai động từ này thì mình sẽ phải dùng trợ từ gì nhỉ? Mình dùng trợ từ ố phải không? Không phải nhá, mọi người nhớ nhá, là phải dùng trợ từ ga. Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ học lại một chút về arimas. Và hôm nay sẽ có thêm một động từ nữa đó là imas. Rồi, ok, vậy thì hôm nay nhá, mình sẽ có cấu trúc câu là danh từ ga, arimas và imas. À, danh từ sẽ là người, vật, đúng không? Đồ vật, cây cối các thứ vậy. Vậy thì bây giờ mình sẽ arimas và imas, nếu mà dịch ra nghĩa tiếng Việt của mình thì đều có nghĩa là có, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở điểm nào, vậy thì mọi người sẽ phân biệt nhé. Ok, arimas thì sẽ dùng là có để thể hiện sự tồn tại của một vật này, cây cối này, hay là một cái đồ vật hiện tượng gì đấy, nhưng mà nó không chuyển động được, nó không có sự sống nhé. Còn imas thì dùng vào để thể hiện sự hiện hữu của người, động vật có sự sống và có sự di chuyển. Rồi, vậy thì có bạn sẽ hỏi mình, à thế vậy thì koma obake đúng không, sẽ dùng imas hay là arimas? Thì theo như mình hỏi người Nhật đấy thì là họ sẽ dùng imas, hoặc là robot đúng không, robot thì thường nó sẽ là máy móc đúng không, nhưng mà nó cũng có sự di chuyển đúng không? Và đặc biệt là đối với từng con robot khác nhau thì người ta sẽ dùng arimas hoặc là imas nhá. Với những con robot mà nó có những cái tính chất mà giống như con người ấy, người ta vẫn dùng là imas nhá. Rồi, ok. Rồi, vậy thì mọi người sẽ thể đi vào ví dụ cụ thể nha. Ok. Rồi, こ chế là ramen ya san, ramen ya ga arimas. À, có một cái cửa hàng ramen đúng không? Hoặc là watashi wa pasokon ga arimasu. À, tôi thì có cái laptop đúng không? Watashi wa iPhone 11 ga arimasu. Tôi thì có cái máy tính, à có cái điện thoại iPhone 11 đấy. Thực ra là nói dối thôi chứ có đâu. Rồi, thì, đấy thì sẽ là arimasu đúng không? Thì nó nói về một cái đồ vật đúng không? Đồ vật nào đấy. Rồi, khi mà nói đến cái động vật hay con người có sự sống đúng không? Thì mình sẽ dùng là imasu. Sẽ là neko ga imasu. Với con mèo thì mình sẽ dùng là imasu đúng không? Inu ga imasu đúng không? Hoặc là kodomo ga imasu. Tôi thì đã có con đấy. Mà đã kết cấu như thế này cả. Rồi mọi người để ý cho mình nhá. À, nhớ phân biệt cho mình là imasu và arimasu. Rồi phủ định của nó thì đơn giản thôi. Nó phủ định của động từ thôi. À, arimasen hoặc là imasen. Đúng không? Rồi, vậy thì bài hôm trước nha, khi mà mình hỏi là có cái gì hoặc là có ai thì là nani ga arimasu hoặc là nare ga imasu. Đấy, thì mình sẽ thay từ để hỏi vào thôi. Đấy, cái từ để hỏi mình đã học rồi đúng không? Nani, dare, dore, toka. Đấy, rồi hôm trước thì quay lại bài hôm trước này, bài số mấy mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà có một bài mà mình có một cái mẫu cấu trúc câu là tại một cái địa điểm nào đấy diễn ra một hành động thì mình sẽ dùng trợ từ de đúng không? Nhưng ở bài này mọi người để ý cho mình này, tại một cái địa điểm nào đấy có tồn tại một vật hay là một động vật hay là con người thì mình sẽ dùng là tại địa điểm đấy mọi người phải dùng là ni, nhớ nhá. Bây giờ bắt đầu loạn rồi đấy, tại một địa điểm thì bây giờ lại là dùng là ni, nhớ chưa? Mọi người cứ nhớ cho mình là đi với arimasu, sumimasen hoặc là imasu thì mình sẽ dùng tại một cái địa điểm đấy có tồn tại một sự vật hiện tượng con người, cây cối, động vật thì mình sẽ dùng ni. Rồi N1 qua N2 ni arimasu hoặc là imasu thì là có N1 tại địa điểm N2. Ok, vậy mình lấy ví dụ nào. Rồi, 冷蔵庫に水があります. Có nước ở trong tủ lạnh. Rồi, 冷蔵庫 là một cái địa điểm đúng không? Một cái nơi trốn đúng không? Vậy là trong tủ lạnh đúng không? Thì mình sẽ dùng trợ từ ní. Đấy, mọi người để ý cho mình nhá, trợ từ ní. Có cái gì? Vậy thì là 水があります. Rồi, 教室にゆうきちゃんがいます. À, 教室 là lớp học đúng không? Địa điểm là lớp học. Vậy thì trong lớp học thì có bạn Yuki. Đấy. Rồi mình quay về cấu trúc câu là ga imasu.
Rồi bây giờ nhá, cái mẫu cấu trúc câu mà mình vừa nói nó hơi khác cái mẫu cấu trúc mình vừa nói một chút là N1 có N2 chỉ địa điểm ni arimasu hoặc là imasu, thì mọi người xem cái chỉ điểm thứ hai này. Kai sa wa Tokyo ni arimasu. À, công ty thì là có ở Tokyo. Watashi no kai sa wa Tokyo ni arimasu. À, công ty của tôi thì ở Tokyo. Ran san wa sushi ya ni imasu. À, Ran thì đang có ở trong cái quán sushi kìa. Đấy, mọi người để ý nhé. N1, mọi người phân tích câu này này. Đây sẽ là danh từ thứ nhất. Danh từ thứ nhất là khi mình muốn nói, mình đang cái câu này mình đang muốn miêu tả xem là cái danh từ thứ nhất nó sẽ có ở đâu, tồn tại tại địa điểm nào. Nhớ không được quên trợ từ quá nhé. Tokyo là danh từ thứ hai chỉ địa điểm. Rồi, khi mà đi với địa điểm thì mình nhớ là phải dùng ni, đúng không? Và đằng sau sẽ là động từ arimasu. Đúng chưa? Đúng với cái mẫu cấu trúc câu mà mình ghi ở trên kia chưa? Đấy, mọi người chỉ cần thay vào đây thôi. Hoặc là Tokyo Disneyland wa Chiba ken ni arimasu. À, cái công viên Tokyo Disneyland ấy thì nó có ở tỉnh Chiba. À, vì sao nó lại tên là Tokyo Disneyland mà lại nằm ở tỉnh Chiba chứ không phải là Chiba Disneyland đó. Vì thường thì người ta nói đến Tokyo thì người ta sẽ nổi tiếng hơn, vì như thế là nó dễ trở nên nổi tiếng hơn để nhiều người biết đến hơn. Thực sự nó rất là đẹp, nếu như mà mọi người có thời gian mọi người đến thử xem nhé. Cái vé của nó khoảng tầm kipu wa ikura gurai? Tokyo Disneyland no kipu 8000 gurai. Khoảng tầm 8000 nhé, 8000 yên. Ok, vậy thì mọi người thay vào đây nhé. Yuki-kun wa kyoshitsu ni imasu. お父さん wa heya ni imasu. Sacho wa kaigishitsu ni imasu. Đấy, mọi người thay vào rất là nhiều động từ. Ok, rồi vậy thì để hỏi cho câu này, mình đang muốn hỏi xem là ở địa điểm nào, đúng không? À, cái này nó là thể hiện sự tồn tại, thì nó tồn tại ở địa điểm nào? Vậy thì địa điểm, từ để hỏi của địa điểm sẽ là gì? Sẽ là doko, đúng chưa? Vậy thì mình chỉ cần thay cái doko vào đây thôi, thì là N1 wa doko ni arimasu ka? N1 wa doko ni imasu ka? Ok, vậy thì mình sẽ hỏi là Yuki-kun wa doko ni imasu ka? Yuki-kun wa kyoshitsu ni imasu. Ok. Watashi no keitai wa doko ni arimasu ka? À, cái điện thoại của tôi thì có ở đâu? À, tsukue no ue ni arimasu. À, ở phía trên cái mặt bàn ấy. Đấy, mọi người nhớ nhá. Mọi người thay vào đây, nhớ từ để hỏi sẽ là doko. Rồi, ở đây mình có một cái, tại đây có lấy một cái ví dụ. Chili sauce wa doko ni arimasu ka? Tsukue ni arimasu. Ok, vậy thì bạn ấy đã nói là cái tương ớt thì có ở đâu? À, ở trên mặt bàn ấy. Đấy, rồi mình chỉ cần thay vào đấy. Tiếp theo nhé, mình sẽ học một cái mẫu cấu trúc là N1 no, N2 chỉ địa điểm. Vậy thì ở một cái miêu tả rõ hơn cái địa điểm này là nó sẽ có ở đâu. Ví dụ như mình có là tsukue no ue, có nghĩa là trên của cái bàn này. Trên của cái bàn này, nói rõ hơn, mình thường là cái bàn mà không biết là ở trên hay ở dưới hay bên cạnh, thì là trên cái bàn. Đấy, thì nhớ là có cái gì đấy thì mình sẽ dùng là vẫn là ni nani nani ga arimasu hoặc là imasu, đúng chưa? Vậy thì chỗ này mình có một cái ví dụ này, lại có một ví dụ nhé. Umi no chikaku ni ie ga arimasu. À, bạn ấy là có umi là biển, đúng không? No chikaku là gần. Đấy, à, cái này nó hơi khó một chút, đúng không? Chikai, nhưng mà mình sẽ dùng là chikaku ni. Rồi, ở gần biển thì có một ngôi nhà. Hoặc là watashi wa umi no chikaku ni ie ga arimasu, tôi có một ngôi nhà ở gần biển. Rồi, gakko wa biru no tonari ni arimasu. À, trường
học thì Pomari là bên cạnh đúng không? Ở trường học thì có ở bên cạnh cái tòa nhà này. Đấy, bên cạnh cái tòa nhà. Rồi. Tiếp theo thì đấy là mọi người nhớ nhá, tại một cái danh từ nào no cộng với địa điểm. Ví dụ như là tonari, ue, shita, mannaka to ka. Những cái chỉ địa điểm trên, dưới, trái, phải, trước, sau đúng không? Đấy, hoặc là yuki kun no tonari tonari ni kawa-chan ga imasu. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ sang phần hôm trước mình có học cái từ nối, đó là và đúng không? Thì dùng từ to. Watashi to tomodachi. Watashi to tomodachi wa gohan o tabemashita. Tôi thì đã ăn cơm cùng với bạn, thì là và đúng không? Vậy thì hôm nay mình cũng học một cái từ mang cái nghĩa là và, nhưng mà cái và này là liệt kê là gồm có những cái gì nó hơi khác tố một chút. Tố là và là cùng, còn ya là liệt kê. Ví dụ như đây có một ví dụ này. Tana no naka ni hon ya kyokazo ga arimasu. Tana là cái giá có thể dùng là giá sách nhé. Tana no naka, trong cái giá sách này thì sẽ có sách và sách giáo khoa. Đấy, có sách và sách giáo khoa thì mình sẽ dùng là liệt kê. Hai, kino super de nani o kaimashita ka. À, hôm qua thì bạn đã mua cái gì ở siêu thị? Super là siêu thị đúng không? Mua cái gì ở đâu đấy thì là super de đúng không? Kino super de nani o kaimashita ka. Thế hôm qua thì bạn đã mua cái gì ở siêu thị? Yasai ya sakana ya niku nado o kaimashita. Đấy, thì hôm qua mình đã mua rau, cá và thịt, vân vân vân. Mình đã mua rất là nhiều thứ, đúng không? Hoặc là kabang no naka ni nani ga arimasu ka? À, trong cặp của bạn thì có cái gì? Trong cặp của mình thì có hon ya, pen ya, sapu pencil ga arimasu. Đấy, mọi người dùng liệt kê thì mọi người sẽ dùng ya. Và khi đằng sau nhé, còn rất là nhiều mà mình chưa liệt kê được thì mình sẽ dùng nado. Ok. Đấy, thì bài ngày hôm nay mọi người cái ya và cái nado này thì mình sẽ rất là hay dùng trong văn nói, mọi người nhớ cho mình nhé. Tiếp theo, có một cái trong sách thì có mọi người có trong sách có giới thiệu một cái phần, đó là khi người khác hỏi một cái gì đấy mà mình muốn hỏi lại, mình discuss. Sumimasen, Meikai Daigaku wa doko desu ka? Meikai Daigaku desu ka? Meikai Daigaku wa Urayasu eki no chikaku ni arimasu. Đấy, thì mình sẽ dùng như thế. Khi mình nhắc lại một cái câu, mình muốn nhắc lại cái câu mà người hỏi vừa hỏi mình cho chắc chắn. Đấy, thì mình sẽ dùng câu desu ka. Và hồi hôm trước thì mình có nói là khi mà mình hỏi là ở cái quán đấy có cái gì hay không, hay mời rủ người khác hay không, thì mình sẽ dùng là thể phủ định. Thì để xong khi người nghe, người ta sẽ có thể dễ dàng từ chối, và người ta sẽ không gặp những cái khó khăn khi từ chối, đúng không? Ví dụ như là sumimasen, nihongo no hon ga arimasen ka? Sumimasen, nihongo no hon ga arimasen desu. Đấy, thì người ta sẽ dễ dàng từ chối hơn. Khi mà mình hỏi có vào cửa hàng mua cái gì đấy, mình sẽ hỏi là arimasen ka? Ok. Thì đấy là phần hội thoại thôi, mình nói qua vậy thôi nhé. Thì bài ngày hôm nay ngữ pháp của mình thì sẽ là, nhớ cho mình nhé, phân biệt cho mình arimasu và imasu, không được nhầm nhé. Đấy, một cái thì dùng cho đồ vật có cây, một cái dùng cho người và động vật và có sự hoạt động và sự sống. Tiếp theo là tại một cái địa điểm nào đấy tồn tại người hay sự vật gì thì mình sẽ dùng ni. Và từ để hỏi thì sẽ dùng doko. Ok, và cái đặc biệt quan trọng của mình hôm nay là mình dùng từ ni. Rồi, để mà hiểu bài rõ hơn thì bắt buộc là mọi người phải làm rất là nhiều bài tập. Không còn cách nào khác, mọi người phải làm thật nhiều bài tập để luyện cho nó trở nên quen thuộc hơn nhé. Ok, bài hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bye bye.